Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì trước khi trả lời câu hỏi của quý vị thì Thiện Nghĩa xin thành lòng diễn đọc lại một đoạn trong sấm giảng quyển nhì để tặng đến tất cả quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật. Khuyên sư dạy mau mau cải hối làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đó, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khùng. Đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạt trôi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thường cầu. Khùng dâng lệnh Tây Phương Phật Tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đắng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Hỡi bá tánh rừng sâu có mạch, tuy ưu minh mà có đền vàng. Lệnh Quan Âm dạy biểu khùng tròn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nghĩa xin kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến. Thì hôm nay thì Nghĩa sẽ giao lưu đến quý vị qua hai câu sấm giảng của Đức Thầy là: ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Như vậy đồng đạo hỏi mình chứ làm đường ngay thẳng là như thế nào, và tu tỉnh chuyên cần là chuyên cần như thế nào, rồi có thần độ cho là chỉ có thần độ ha, Phật có độ không, hay là tiên thánh có độ không, hay thầy có độ hay không. Thì qua đây thì Nghĩa xin chia sẻ đến quý vị vài ý nha quý vị. Thì ai mà tu tỉnh chuyên cần thì mới mới nghe qua, thì mình nghe thì câu cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà nghiền ngẫm cho kỹ lại đó quý vị, nghiền ngẫm cho kỹ thì mình thấy rằng đó là cũng không phải là đơn giản nghe quý vị. Bởi vì ở đây Đức Thầy dạy mình là ai mà tu tỉnh chuyên cần, thì ý Đức Thầy muốn nói là ai, bất cứ là ai, ai ở đây là bất cứ người nào trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo mình cũng được, mà là cao đài Thiên Chúa, tất cả những ai có nghĩa là tu tỉnh chuyên cần mình theo lời Thầy dạy của Phật của Thầy thì cũng đều được các ngài độ hết. Chữ ai ở đây là chỉ chung cho tất cả chúng sinh,
chứ không có riêng cho đồng đạo mình đâu, mà người nào làm ngay thẳng thì cũng được hết. Cho nên ai mà tu tỉnh chuyên cần, chữ tu tỉnh ở đây là gì quý vị? Tu tỉnh ở đây á, nếu mình xét ra cho rõ thì chữ tu á là sửa, nhưng mà chữ tu á thì có nhiều người tu mà không tỉnh. Ở đây Đức Thầy nói rõ là tu tỉnh. Tu tỉnh có nghĩa là tu mà có sáng suốt, phải biết nhận đâu là chánh, đâu là tà, đâu là Phật, đâu là ma. Tu phải có trí huệ sáng suốt, mình phải dẹp được lòng tà nữa, dẹp được tham sân si phiền não mình, sân hận trong lòng mình, những cái tạp nhiễm, những cái của thế gian này. Ví dụ như là mình phải biết là thời xưa nay mình tu chứ còn mình chưa có biết là có tỉnh hay là không tỉnh. Nghĩa là hôm nay Đức Thầy dạy mình phải tu tỉnh mới được. Tu tỉnh là tu phải có trí huệ như quý vị, tu phải sáng suốt, chứ không phải là còn cái người mà tu không tỉnh á, là cái người đó là tu á thì dễ xu hướng lắm, có thể là đi lạc đường lạc ngõ, mình không hay, không có thiếu trí huệ, hay là đụng đâu nghe đó, đụng đâu tin đó, đụng đâu mê đó, cái gì cũng còn dính mắc hết, chưa phải là cái hạng người này tu mà chưa có tỉnh. Cho nên cái chỗ này Đức Thầy dạy mình rất là rõ là tu tỉnh. Tu tỉnh là cái dạng người tu phải có trí huệ nha quý vị, sáng suốt. Còn tu không tỉnh là mình còn lạc đường lạc ngõ, hoặc là mình trong tâm mình còn phiền não chất đầy trong đây hết á, làm tu chưa có tỉnh. Tham sân si còn nguyên, là hờn giận gì đó, tất cả những cái phiền não mình vẫn còn nguyên, như vậy là tu chưa có tỉnh. Cho nên là Đức Thầy nói rất rõ là tu tỉnh. Tu tỉnh mà phải chuyên cần nữa nha, chuyên cần là thì thật ra thì mình thấy đồng đạo mình giờ cũng có rất là nhiều người chuyên đó quý vị, chuyên tu đó, ăn chay nè, niệm Phật nè, làm lành nè, rồi từ bi hỷ xả nè, rồi hàng ngày trao dồi cái tâm tánh của mình nè, học theo hạnh của thầy, học theo hạnh của Phật, học theo hạnh của bậc thánh nhân để mình sửa hàng ngày đó quý vị. Đó thì hiện nay cũng mình biết cũng rất nhiều người tu chuyên đó, chuyên tu luôn. Có nghĩa là mấy huynh đệ mình hiện nay là vừa lập công bồi đức, vừa làm phước ha, làm lành. Vô như cái dịch Covid vừa qua thì cũng rất là nhiều người xông pha ra để mà làm nhiều cái điều mà phước, lợi ích cho chúng sinh. Rồi khi xong thì trở về lo chuyên lo niệm Phật, ăn chay, rồi tịnh tu đó. Thì cái đó là cũng là chuyên, có nghĩa là họ không có đi theo cái dục lạc, cái tham muốn, cái thế gian. Cho nên là hiện nay thì Nghĩa thấy rất nhiều đồng đạo mình đang chuyên tu, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Đức Thầy nói là làm đường ngay thẳng. Làm đường ngay thẳng là đường nào quý vị? Đường gì đúng với chánh pháp đó, đường gì mà mình Đức Thầy dạy cho mình thấy một con đường giác ngộ, một con đường sáng suốt, một con đường tâm linh rất là tuyệt vời, chỉ cho mình con đường về Phật rõ ràng, thì mình đi là làm đường ngay thẳng. Hàng ngày mình cứ làm đi, những làm điều thiện, điều tốt, mình xác định nó là điều tốt, điều thiện, là mình cứ tinh tấn mình làm mãi. Mà trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo mình cũng được mà là cao đài Thiên Chúa ha, tất cả những ai có nghĩa là tu tỉnh chuyên cần mình theo lời thầy dạy của Phật của thầy thì cũng đều được các ngài độ hết. Chữ ai ở đây là chỉ chung cho tất cả chúng sinh, chứ không có riêng cho đồng đạo mình đâu, mà người nào làm ngay thẳng thì cũng được hết. Cho nên ai mà tu tỉnh chuyên cần, chữ tu tỉnh ở đây là gì quý vị? Tu tỉnh ở đây á, nếu mình xét ra cho rõ thì chữ tu á là sửa, nhưng mà chữ tu á thì có nhiều người tu mà không tỉnh. Ở đây Đức Thầy nói rõ là tu tỉnh. Tu tỉnh có nghĩa là tu mà có sáng suốt, phải biết nhận đâu là chánh, đâu là tà, đâu là Phật, đâu là ma. Tu phải có trí huệ sáng suốt. Mình phải dẹp được lòng tà nữa, dẹp được tham sân si phiền não mình, sân hận trong lòng mình, những cái tạp nhiễm, những cái của thế gian này. Ví dụ như là mình phải biết là thời xưa nay mình tu chứ còn mình chưa có biết là có tỉnh hay là không tỉnh. Nghĩa là hôm nay Đức Thầy dạy mình phải tu tỉnh mới được. Tu tỉnh là tu phải có trí huệ nha quý vị, tu phải sáng suốt, chứ không phải là còn cái người mà tu không tỉnh á, là cái người đó là tu thì dễ xu hướng lắm, có thể là đi lạc đường lạc ngõ, mình không hay, không có thiếu trí huệ, hay là đụng đâu nghe đó, đụng đâu tin đó, đụng đâu mê đó, cái gì cũng còn dính mắc hết, chưa phải là cái hạng người này tu mà chưa có tỉnh.
Cho nên cái chỗ này Đức Thầy dạy mình rất là rõ là tu tỉnh. Tu tỉnh là cái dạng người tu phải có trí huệ nha quý vị, sáng suốt. Còn tu không tỉnh là mình còn lạc đường lạc ngõ, hoặc là mình trong tâm mình còn phiền não chất đầy trong đây hết á, làm tu chưa có tỉnh. Tham sân si còn nguyên, là hờn giận gì đó, tất cả những cái phiền não mình vẫn còn nguyên, như vậy là tu chưa có tỉnh. Cho nên là Đức Thầy nói rất rõ là tu tỉnh. Tu tỉnh mà phải chuyên cần nữa nha. Chuyên cần là gì vậy? Chuyên cần là ở đây là nó khác với cái người tu bình thường. Cái người có hai người tu, hai dạng người tu, mà cái người thì ta rất là chuyên, còn cái người tu mà tu cho lấy có thôi, chứ không có chuyên. Còn ví dụ cái người chuyên là cái người giống như là một bác sĩ mà chuyên khoa vậy đó, hay là một thầy giáo, ông chuyên dạy toán, ông chuyên dạy văn, ông dạy, ông chuyên dạy anh văn, thì ông đó chuyên về cái đó thì ông sẽ giỏi về cái đó. Chuyên cần hôm nay thì mình chuyên tu thì cũng giống vậy thôi, giống như cái người chuyên tu thì chỉ có vừa tu phước vừa tu huệ, rồi nói chung là chuyên đó, có nghĩa là tập trung về cái đó thôi, chứ không có nghiêng về cái ham mê dục lạc thế gian, không là nghiêng về cái chuyện này nghiêng qua kia. Mà ở đây là ta chuyên chuyên khoa đó quý vị, như trong chuyên khoa đó. Thì giờ mình tu cũng vậy, thì mình tu thì mình cũng chuyên, chuyên thì nó có nó tinh tấn hơn và sáng suốt hơn, nghĩa là nó đi bền bền vững hơn. Chữ chuyên ở đây là đi sâu vào bên trong, chứ không tu lướt lướt bên ngoài được. Như vậy là mới chuyên. Thì chữ chuyên ở đây thì nghĩa nghĩ cũng giống như chữ tinh tấn đó quý vị, giống mình tu mình hiểu được con đường đó đi đến đích rồi thì mình phải tinh tấn, mình đi đi xuyên suốt, dầu ai nó ngã nó nghiêng mình cũng không có nghe. Mình phải chuyên là một đường mình đi tới, dầu cho ai phá nói đức tin ta cũng cứ một đường đi tới, nghĩa là mình chuyên mình đi thẳng luôn, mình không có đi cong đi quẹo, hay là không ai mà nói ngã nó nghiêng gì mình nghe chứ. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này thì Thiện Nghĩa cũng tóm lại hết quý vị. Đức Thầy dạy mình là ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thì ở đây chúng ta, Đức Thầy muốn nhắn nhủ mình, chúng ta phải cái dẹp cái tham sân si của mình đi, mình trở về làm với điều chân chánh. Việc du sai mèo mã đâu đâu phải dẹp gác, nhớ câu lục tự. Có nghĩa là mình nhớ gì có đường lời của Phật dạy, của Thánh dạy, Thầy dạy mình, thì chắc chắn là các ngài sẽ độ mình thôi. Thế phải không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng là Đức Thầy nói là mình tu theo Phật thì Phật sẽ độ là chắc rồi đó, Thầy độ là chắc rồi. Mà hôm nay Đức Thầy nói mình có thần độ nữa thì nó quá vững, phải không quý vị? Vững vàng quá. Có ba vị này độ mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ về Phật thôi, chứ không đi đâu khác hết. Nhưng mà chúng ta phải làm đường ngay thẳng nha quý vị, mà phải chuyên nữa kìa. Phải chuyên có nghĩa là chúng ta phải tinh tấn mà làm đúng chánh pháp, đúng theo đường của Thầy dạy mới được nha. Chứ nếu mà chúng ta không có tinh tấn, mà chúng ta không có chuyên cần, không có chăm chỉ, không có quyết chí thì không có đến đích được. Chúng ta tu hành mà giải đãi, hay là tu cho lấy có, tu bữa có bữa không, cúng bữa có không, như vậy thì chắc chắn là các ngài không có độ đâu. Cho nên ở đây Đức Thầy muốn nhắc nhủ mình một điều là mình phải chuyên mới được. Phải chuyên mới được thì chúng ta mới đến đích được nha quý vị. Cho nên chữ chuyên ở đây nó nói lên là một người đó rất là tinh tấn, và dù tan xương nát thịt cũng chẳng màng. Có nghĩa là Thầy dạy mình là mình phải một đường đi tới đúng như cái lời mà Phật dạy mình á, thì mình mới có thể đi đến mục đích được, và các ngài mới độ được. Như Đức Thầy cũng nói đó quý vị, tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dù tan xương nát thịt chẳng màng. Có nghĩa là mình biết lời Thầy mình nói vậy rồi thì dầu ai có nói ngã nói nghiêng gì mình cũng không có nghe hết. Ai dụ mình điều gì đó, mình nói mình ham linh ham nghiệm, hay là đi theo con đường gì đó tà, hay là cái điều gì mê tín gì đó, chúng ta phải dẹp hết. Và nhất là chúng ta phải chuyên cần, phải chuyên sửa tâm mình hàng ngày, mình phải rèn luyện cái tâm mình rồi dẹp tham sân si phiền não trong lòng mình, rồi mình học theo hạnh từ bi hỷ xả của Phật. Đó là mình chuyên như vậy đi, chắc chắn là các ngài sẽ độ. Nói tóm lại là câu này Đức Thầy muốn khuyên chúng ta phải tinh tấn và đi theo con đường chánh pháp của Phật, rồi các ngài sẽ độ mình. Thần độ, Phật độ, Thánh độ, Tiên độ, ba
chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành Phật luôn quý vị. Nếu chúng ta đúng y như thầy dạy, Phật dạy thì chúng ta cũng sẽ thành Phật luôn. Cái rốt ráo là tới chỗ đó luôn đó quý vị. Nhưng mà ở đây Đức Thầy không có nói hết gì đâu, nhưng mà Thầy nói Thầy độ, Phật độ, tiên độ, thánh độ vậy đó. Chứ thật ra chúng ta mà tu mà đạt đến cảnh giới thanh tịnh giải thoát thì chúng ta cũng sẽ thành Phật, thành tiên, thành thần. Cho nên đây là một cái lời dạy của Đức Thầy rất là thâm sâu, cũng xin chia sẻ đến tất cả quý vị. Rất mong quý vị hiểu được lời của Thầy, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ để mình trợ duyên với nhau. Có điều gì sơ xuất thì cũng rất mong quý vị trợ duyên thêm, để mình mổ xẻ mỗi ngày một ít theo quý vị. Rất là mong quý vị tinh tấn tu hành theo cái câu giảng của Đức Thầy là mình chuyên tu nha quý vị, để một kiếp này mình giảng sanh cực lạc nha. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi nha quý vị. Kính chúc quý vị tinh tấn và chóng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.